Phần lớn các em học sinh trong chương trình Chắp cánh ước mơ đều sống trong thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Nhưng cũng chính điều đó đã tôi luyện cho các em ý chí nghị lực vượt khó từ khi còn rất nhỏ. Phần nhiều các em đều có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Đó là ước mơ được nuôi dưỡng từ chính hoàn cảnh éo le khốn khó của các em. Nhân vật trong chương trình Chắp cánh ước mơ tháng 10 này cũng không ngoại lệ. Đó chính là em Trần Thị Hiền, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ. Sinh ra trong gia đình là hộ nghèo của xã, mẹ của em Hiền đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Bố của em là lao động mất sức nhiều năm nay. Bốn bố con của Hiền hiện đang sống trong căn nhà chừng 6m2 rột nát. Trong căn nhà đó, Hiền vẫn luôn cố gắng học tập từng ngày với ước mơ vượt khó của mình. Từ ngày mà mẹ mất thì bố đã phải lao động vất vả để nuôi ba chị em. Mặc dù bị bệnh nhưng mà vẫn cố gắng đi làm để có thể kiếm tiền. Càng ngày bố càng yếu thì mẹ đã mất rồi thì sẽ không có ai mà lo cho ba chị em nhỏ ăn học. Cho tới các em rất buồn. Em cháu đã bỏ gạch mẹ trên người rồi ôm đi ngủ. Trong thời gian nhà tôi ốm đau thì kinh tế khó khăn, vay mượn không vay được thì ruộng đồng bán hết rồi. Điều mong mỏi nhất là bây giờ chỉ lo cho con ăn học cho nó đầy đủ, chỉ sợ là không lo nổi. Vì bản thân đang bị bệnh, có uống thuốc men gì đâu. Các cháu thì nó cứ ủ rũ, ỉu xỉu, nó đi nó ỉu xỉu, về nó ỉu xỉu. Nhưng mà thực sự ra thì cũng chỉ biết là động viên các cháu thôi. Bây giờ nó biết, nó ngồi đây nó bảo, mẹ, mẹ ngồi kia, lúc nào chỉ rơi nước mắt, không làm gì được cho các cháu cả. Nếu như có bát cháo, cả gia đình quần tụ ôm ấp cũng là phúc rồi. Từ khi vợ nó mổ, nhiều khi hạt gạo cũng không no được ấy chứ, có no được đâu. Rồi lanh quanh chỗ này ra chỗ kia, rồi lại cũng đến mẹ nó, rồi cũng quanh quẩn trong gia đình. Cho nên bây giờ thì thực sự tôi quá kiệt sức rồi. Ở một cái cháu được ngày nào thì các cháu có bóng ngày ấy thôi, chứ tôi thì bệnh tình nhiều lắm. Tôi thì chăm sự là nhờ các bác, các cô, các chú giúp đỡ các cháu, cho cháu làm sao là nó được ăn được học. Có lúc nó hậm hực như nó muốn khóc, nó không khóc. Nhà bạn Hiền tuy là khó khăn nhưng mà trong học tập thì bạn ấy luôn cố gắng học tập để bằng các bạn trong lớp. Bạn Hiền là một tấm gương vượt khó để cho các bạn noi theo. Bản thân chúng tôi cũng rất là mong muốn các nhà hảo tâm rồi các cái tổ chức xã hội giúp đỡ em để em thực hiện được cái ước mơ của mình sau này. Chứ còn nếu không thì rất có thể là với cái hoàn cảnh như vậy thì cái ước mơ của em nó còn dang dở. Cháu mơ sau này làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Cháu sợ là sẽ không có tiền đóng học, phải nghỉ học ạ. Cháu rất lo cho sức khỏe bố cháu. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình, chào mừng quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được thực hiện tại trường Trung học cơ sở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ ngày hôm nay. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên phối hợp tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chắp cánh ước mơ năm học 2019-2020 đã bước sang năm thứ 5. 5 năm qua đã có rất nhiều học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm hỗ trợ của hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên. Tất cả các em đều như được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt việc học của mình. Ngày hôm nay, nối tiếp những giá trị nhân văn sâu sắc đó thì hai nhà tài trợ của chương trình là Vietcombank Hưng Yên và VNPT Hưng Yên đã có mặt tại trường Trung học cơ sở xã Yên Hòa để trao học bổng cho em Trần Thị Hiền, học sinh lớp 7A của trường. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng động viên em Hiền. Xin được cảm ơn nhà tài trợ VNPT Hưng Yên. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Huệ, trưởng phòng giao dịch Vietcombank huyện Yên Mỹ sẽ lên trao học bổng động viên em Hiền. Hôm nay nhận được học bổng của hai nhà tài trợ, em rất vui và sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của mọi người.
được chứng kiến cái buổi lễ trao học bổng cho em học sinh Trần Thị Hiền lớp 7A, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và đây là một cái việc làm rất ý nghĩa, đã tạo động lực để cho em học sinh Trần Thị Hiền tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập ở trong nhà trường. Món quà của hai nhà tài trợ chắc chắn sẽ là niềm động viên to lớn đối với em Hiền và gia đình em Hiền, giúp em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chương trình Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.